Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Cánh gà chiên mắm hay chân gà rang muối là những món ăn từ gà được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng đôi khi độ ngon của món ăn lại không tỷ lệ thuận với vệ sinh an toàn thực phẩm. Mới đây sự việc một chàng trai bất ngờ thấy giòi bò trong miếng gà của mình tại một quán ăn có tiếng tại Hà Nội thì đã khiến mọi người vô cùng lo sợ. Mới đây anh chàng có tên HKA đã đăng đàn tố một quán ăn chuyên về gà nổi tiếng ở Hà Nội có giòi. Nhưng không chỉ có thế, thái độ và lời giải thích của quản lý cửa hàng mới là điều khiến HKA cảm thấy ngỡ ngàng và đáng sợ hơn cả. Cụ thể, đăng tải công khai trong hội nhóm chuyên về review đồ ăn, HKA cho biết P quán vốn là quán ruột của mình, cô bạn đã ăn ở đây rất nhiều lần, đặc biệt yêu thích món gà chiên mắm. Bữa ăn hôm đó, HKA cùng người bạn gọi 3 món, chân gà rang muối, sụn chiên mắm và cánh gà chiên mắm. Thế nhưng sau một hồi đánh chén nhiệt tình, cô bạn phát hiện món sụn hôi hôi rồi hốt hoảng thấy sinh vật lạ. Mình đang ăn thì nhận thấy món sụn có mùi hôi. Đang ngửi ngửi thì bạn mình bảo, anh ơi, có con sâu trong bát của anh. Mình nghĩ gà làm gì có sâu, giờ bắt lên nhìn kỹ một lúc thì thấy con sâu này hơi dị. Thân nó hơi trong trong chứ không đặc, đầu lại nhọn nhọn như con đỉa. Sau một lúc Google cộng thêm gửi clip tham khảo cho bạn bè thì mọi người đều khẳng định đây là con giòi. Nhưng những tình tiết khiến dân mạng cảm thấy bức xúc chưa dừng lại tại đó. Khi HKA gọi quản lý ra, anh này rất thành khẩn nhận lỗi, nhấc luôn đĩa cánh gà của khách ra và đề nghị sẽ làm lại. HKA chia sẻ, mình nghĩ sao anh ấy lại biết nó là do cánh gà trong khi mình gọi tận 3 món gà. Cậu bạn cũng phân tích thêm, bình thường người ta sẽ hỏi em thấy nó khi ăn món nào hoặc nhìn thấy nó ở đĩa nào. Mình mới bảo anh quản lý là em không biết có phải từ cánh không vì em cũng ăn cả sụn chiên mắm. Anh ấy bảo sẽ làm lại cả sụn chiên mắm và cánh gà cho mình. Cơ mà ăn làm sao được nữa khi mà biết mình vừa nhìn thấy gì và không biết đã ăn phải đồng loại của nó hay chưa. Tuy nhiên sau một lúc thì nhân viên quán cũng mang ra cho bàn của HKA 2 đĩa làm lại lên. Song vị khách này xin phép gặp quản lý và từ chối ăn những đồ mới được bê ra. HKA chia sẻ về lời giải thích thật thà của anh quản lý. Anh quản lý bảo đó là lỗi bên anh, đúng là con giòi. Đây là trường hợp đầu tiên vì bình thường chiên nóng nó sẽ chết. Mình á khẩu tập 2, nghĩ, thế hóa ra trước giờ gà đều có giòi và được chiên nóng cho chết à. Anh ấy không thanh toán toàn bộ cho mình, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Mình đã ăn hết đĩa chân gà rang muối rồi nên mình vẫn trả tiền món đó và ra về. Bài viết sau khi xuất hiện đã thu hút rất nhiều người quan tâm, đa phần đều bức xúc vì chất lượng kém của quán gà nổi tiếng này. Bên cạnh đó, thái độ thật tha của quản lý cũng khiến dân mạng không biết là nên khen hay mắng. Nhìn con giòi nó bò ghê quá, chứng tỏ trước giờ quán này hay nhập nguyên liệu đều, ôi thiêu. Có khả năng gà đông lạnh ngàn năm như tivi đưa mất. Cậu có thấy xương gà có màu đen hay thâm tím không? Nếu có thì chuẩn 100% nguyên liệu đông lạnh đã để lâu rồi. Nói chung là nguyên liệu không an toàn tí nào. Nó rõ nhất ở phần xương đùi hoặc đùi cánh, chứ cánh thì cũng khó biết lắm. Còn nếu xương gà mà trắng bình thường, không có màu sắc tối như vậy thì là gà tươi sạch đảm bảo. Hiện tại chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng dân mạng vẫn đang bàn tán vô cùng xôn xao về sự việc này. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share, như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất vào trong ngày nhé.